Một nhà báo đang công tác tại thành phố Đà Nẵng vừa bị một đối tượng đe dọa giết cả gia đình mình. Điều đáng nói là người đe dọa xưng là có liên quan đến một bài báo mà nhà báo này vừa xuất bản. Sự việc không chỉ gây rúng động tại Đà Nẵng mà còn có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đã 2 ngày, nhưng nhà báo Hoàng Văn Quân, công tác tại chuyên đề Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa hết lo lắng về cuộc điện thoại đe dọa mình. Chiều ngày 11 tháng 2, khi đang ở nhà cùng gia đình, thì anh nhận được điện thoại của một người lạ. Người này càng liên tục chửi tục rất là nặng và có lời nói quy trục, xúc phạm và nặng hơn, cao trào hơn là đe dọa là giết cả gia đình tôi, gồm cá nhân tôi và vợ con tôi. Tức là ông này dọa là sẽ cho đánh chết hoặc là cho tai nạn ô tô xe máy, bảo không mày thì là vợ con mày Quân nhé. Nhà báo Hoàng Văn Quân cho biết đây là lần đầu tiên mình tác nghiệp báo chí mà bị đe dọa như thế này. Đặc biệt, đối tượng đe dọa còn xưng mình là người nhà của một nhân vật trong bài viết vay gần 38 tỷ, trả 56 tỷ, vẫn bị đòi nợ 52 tỷ đồng mà anh vừa thực hiện. Thì ông này, ông gọi điện là ông nói rõ cụ thể là người nhà đàn anh của cái nhân vật trong cái bài viết đó và ông lại đe dọa giết tôi và vợ con tôi như vậy thì rất là tôi cũng rất bức xúc và cũng mong muốn phải làm rõ sự việc đến cùng luôn. Chứ còn bình thường mà đe dọa rồi nói này nói nọ thì mình không chấp làm gì cả. Đây là liên quan đến cái sự việc dùng bài báo mình đã phản ánh mà cơ quan đã phản ánh như vậy. Hiện nay, nhà báo Hoàng Văn Quân đã trình báo vụ việc đến các cơ quan chức năng tại thành phố Đà Nẵng và Hội Nhà báo để xác minh làm rõ. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 2 năm 2023, Hải đoàn Biên phòng 28 Bộ đội Biên phòng tiến hành điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc đối với thuyền trưởng một tàu cá ở tỉnh Kiên Giang. Tối ngày 11 tháng 2 năm 2023, trong lúc tuần tra trên vùng biển Tây Nam, biên đội A23 Hải đoàn Biên phòng 28 Bộ đội Biên phòng phát hiện tàu cá CM92365TS do ông Lê Văn Đức trú tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau làm thuyền trưởng, có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tàu chở khoảng 35.000 lít dầu DO. Thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu trên. Hiện chiều ngày hôm qua 13 tháng 2 đã đưa tàu cá trên về cảng Hải đoàn Biên phòng 28, Bộ đội Biên phòng để tiến hành điều tra xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La PC03 đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về hành vi nhận hối lộ. Sự việc xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 2601D tỉnh Sơn La. Các bị can gồm Trần Tiến Dũng sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội, giám đốc công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải Sơn La. Đinh Viết Cương sinh năm 1984, trú tại tổ 5 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Trưởng phòng hồ sơ đăng kiểm viên thuộc công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải 2601D Sơn La và Vi Thị Hằng sinh năm 1977 trú tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, cán bộ phòng hồ sơ công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải 2601D Sơn La. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La đã khám xét trung tâm đăng kiểm 2601D, qua đó phát hiện trong thời gian từ năm 2019 đến 2022, Trần Tiến Dũng và Đinh Viết Cương đã thông đồng với một số cán bộ thuộc công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải Sơn La và đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, nhận tiền của các chủ phương tiện để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới không đúng quy định của pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Còn Vi Thị Hằng, trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2022, đã thông đồng với Trần Tiến Dũng và Đinh Viết Cương mở tài khoản nhận tiền hoán cải tạo xe cơ giới của các chủ phương tiện, nhưng không lập phiếu thu, chi, hạch toán trên sổ kế toán theo quy định mà sử dụng theo chỉ đạo của Dũng và Cương, với số tiền gần 500 triệu đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 14 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ trên địa bàn huyện Bình Chánh và tỉnh Long An. Các đối tượng bị bắt về hành vi cướp tài sản bao gồm Trần Minh Hậu 19 tuổi, Mai Anh Tiến 22 tuổi và một đối tượng tên Lê Thị Ngọc Hân 16 tuổi, cùng trú tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, công an còn bắt giữ Nguyễn Văn Thành và Phan Thanh Thống cùng 35 tuổi ngụ tại huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua trình báo, cơ quan điều tra đã làm rõ băng nhóm trên đã thực hiện các vụ cướp có sự phân công rõ ràng. Trong đó, một đối tượng nữ 16 tuổi giả làm khách sử dụng ứng dụng đặt xe Grab, rồi hướng dẫn tài xế đến đoạn đường vắng người qua lại. Lúc này, hai nam thanh niên là đồng bọn sẽ điều khiển xe máy áp sát và chặn đầu xe của nạn nhân. Tên ngồi sau xuống xe cầm dao đe dọa, khống chế nạn nhân để cướp điện thoại di động và tiền. Sau khi cướp xong, hai đối tượng nam tẩu thoát, còn đối tượng nữ không trả tiền cho tài xế Grab và bỏ đi. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm trên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thường thuê nhà nghỉ tại huyện Bình Chánh để ở và sử dụng ma túy. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Hậu phân công Hân đặt xe Grab và hướng dẫn tài xế đến đoạn đường vắng để Tiến và Hậu thực hiện hành vi cướp tài sản. Sau khi gây án, các đối tượng đem bán các điện thoại cướp được cho hai cửa hàng của Thành và Thống. Các đối tượng khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và một vụ trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ở một số địa phương còn tồn tại những chiếc đò hàng ngày đưa học sinh sang sông. Người lái đò lớn tuổi, phụ nữ, đò lại thiếu áo phao, có quá nhiều bất cập. Đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đã nhiều năm nay, cứ sau giờ tan học, hàng chục em học sinh đi về bến đò ở thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên để chờ sang sông. Vấn đề đáng nói là những phương tiện này chỉ chở được khoảng từ 5 đến 10 người một chuyến và phải mặc áo phao. Tuy nhiên, chủ phương tiện vẫn không hề thực hiện đúng quy định. Một lần mấy cháu đi, mấy cháu đi bến đò nào cháu? Một chuyến là khoảng 20 đứa trên đò. Thường thì trên đò vẫn có áo phao. Của chủ đò cũng không nhắc về việc mặc áo phao. Trên đò mắng có áo phao thì cháu cũng cảm thấy nguy hiểm. Cách thôn Tiên Xuân khoảng 3 km có một cây cầu Công Hòa bắc qua sông Danh. Với lý do là đường xa nên nhiều em học sinh ở thôn Tiên Xuân vẫn bất chấp nguy hiểm chọn giải pháp là đi các loại phương tiện này qua sông. Chúng tôi đã mời ban quản lý thôn rồi các ban ngành đoàn thể để rồi là tạm dừng không cho cái đò này bởi vì sự mất an toàn để tạm dừng. Về cái giải pháp trước mặt thì vận động bà con là cho các em là đi bằng phương tiện là xe đạp và xe máy đi theo cái đường bộ. Lâu dài thì đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện để rồi là xây dựng cái cầu để cho bà con em ở đây đi qua lại, rồi đặc biệt là các em học sinh qua lại học. Thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên có khoảng hơn 200 hộ dân sinh sống. Bến đò thôn Tiên Xuân đã có từ lâu đời để phục vụ người dân qua lại sông Danh. Tuy nhiên, bây giờ đã có cầu, mặc dù khoảng cách có xa nhưng vẫn an toàn khi qua lại. Còn đi như các em học sinh này, quá là nguy hiểm. Đã có nhiều bài học nhãn tiền từ việc chủ quan khi đi trên những phương tiện như thế này qua sông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566, địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.